Hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình nhá. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người các tựa game kinh dị. Ok, chúng ta bắt đầu với Granny. Okay. Ok, mảnh ghép cuối cùng của sát lần. Đâu ra? Ok. Ui. What? Ok, kéo cắt dây điện. Sẽ phải cây.
OK. Còn 2 phút nữa. Chìa khóa. Ôi. OK, chúng ta đến với Play for Granny. Thank you.
hoàn này. What? Oi. Wow, super hot. Ôi đâu. Wow. Chúng ta đến với Deer Park 2. Don't be afraid. We will just play. Okay. New game. Okay. Yes.
Chappy, it looks like you've learned how to travel between worlds. It won't help you anyway. Your sister will never wake up again. I stole her mind. Soon, okay. I will destroy... Với The Chill of Slenderina. Play. Ok. Skip. Ôi, ôi nào. Game over. Ok, ta đến với The Twin.
Yes, okay. Ôi. Okay. Ôi. Ôi đau đau đau. Okay. Nhà đó anh em ạ. Ok. Mạnh thứ hai của súng. Mình sẽ lên tầng nhá.
Ui. Ơ nào. Ok, ta đến với Skyrim Mansion. Ok, chúng ta đến với Hello Neighborbot. Oh.
Ok. Ok, ta đến với Epidun. Ok, bỏ qua phần giới thiệu này. Oh.